Xin kính chào tất cả mọi người. Video ngày hôm nay mình mang tới đây là một cái sản phẩm mua trên mạng với cái giá là khoảng xấp xỉ 100.000 đồng cộng với phí vận chuyển nữa. Thì với cái sản phẩm này đúng như cái tên gọi ở trên cái tiêu đề video, đó chính là mình mua với giá là 100.000 đồng và sẽ được là 100 triệu. Nhưng ở đây 100 triệu nó không phải là 100 triệu Việt Nam đồng hay là đô la Mỹ, mà nó là 100 triệu ion âm các bạn nhé. Thì đúng với cái hãng mà nó giới thiệu hoặc là cái người bán ở đây giới thiệu này, thì đây là cái sản phẩm bộ tạo ion âm công suất cao 10 dâu 100 triệu ion khử khói khử mùi bao gồm phích cắm. Thì đây mình mua trên Shopee với cái giá là khoảng tầm 90 mấy nghìn đồng đấy, thì mình cho nó tròn là 100.000 đồng với cộng thêm phí vận chuyển nữa thì nó lên tới là 113.000 đồng ở đây đó. Bộ này nó là 10 dâu và 100 triệu ion này. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ review cái sản phẩm này cho một số những anh em nào mà quan tâm. Và mình nghĩ rằng cái sản phẩm này thì chắc chắn là rất là nhiều anh em biết, nếu như mà chúng ta đã từng quan tâm đến khử khói, khử mùi hay là làm sạch không khí, thì đây chính là một cái bộ tạo ion âm các bạn ạ. Đây chính là bộ tạo ion âm. Và cái module này nó sẽ chạy trực tiếp cái điện áp là 220V điện lưới. Đây chính là cái phích cắm 220V này. Điện áp đầu ra của nó sẽ đạt khoảng 5kV đến 6,5kV điện áp DC. Với các cái vòi này nó sẽ xuất ra là điện áp âm. Chính vì vậy mà nó mới tạo ra được là ion âm nha các bạn nhé. Tùy theo cái cách nắn từ cái điện áp cao thế này ra là xoay chiều, để nguyên xoay chiều hay là dương hay là âm, thì nó sẽ tạo ra các khí khác nhau. Và cái module này chính là tạo ra cái khí ion âm. Thì ở đây nó có đề luôn này các bạn này, trừ 5.0kV đến 6, đến trừ 6,5kV DC này các bạn. Đó. Vậy thì cái module này nó rất là nhỏ gọn như vậy, nhưng mà nó có đến tới 10 cái đầu phun ion âm này. Liệu là nó có phun đủ 10 dâu hay không, thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm và thử nghiệm chi tiết cho các bạn, cũng như là đo đạc xem là chúng ta có nên mua cái loại mà 10 dâu hay không. Thì đây chính loại 10 dâu rồi các bạn. 2 này, 4 này, 6 này, 8 và 10. Nó chạy với cái điện áp trực tiếp là 220V. Và làm như thế nào để chúng ta kiểm chứng được rằng là cái module này nó có chạy hay không? Bởi vì khi mà cắm điện 220V này, các bạn đây nhá, đây là điện 220V này. Khi chúng ta cắm vào thì nó hầu như là không có cái hiện tượng gì xảy ra, tiếng kêu hay là bất kỳ cái gì. Nhưng mà với cái loại module này ấy, các bạn chú ý rằng ở trên các cái đầu vòi này, nếu như các bạn để gần cái ngón tay này các bạn này, có các cái lông tay ở trên các cái ngón này, nó sẽ có cảm nhận như là nó sẽ có một cái luồng gì đó hút hút ấy. Đó, thì chính là nó đã hoạt động. Nhưng mà nó hoạt động đủ 10 dâu hay không, và nó có xuất ra cái điện áp âm để tạo ra cái khí ion âm hay không, thì chúng ta sẽ cần phải có cái đồng hồ chúng ta mới biết được. Nhưng tất nhiên là những cái module này nó đề ở đây thì chắc chắn không sai. Nhưng chỉ có là chúng ta nghi ngờ là 10 dâu có phun đủ công suất hay không thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo cho các bạn thấy rằng là nó sẽ xuất ra điện áp âm nhé. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng với một cái đồng hồ đo bằng kim. Mình sẽ bật về cái nấc đo là 250V DC các bạn nhé. Điện áp DC này. Và các bạn muốn đo được là biết được nó là ion âm hay dương thì chúng ta chỉ cần lấy cái que đỏ này chọc vào các cái vòi phun của nó. Xem là nó cái kim đồng hồ này nó lên trên hay là thụt về dưới. Nếu như nó lên trên thì có nghĩa là nó là ion dương. Còn nếu như nó thụt xuống dưới thì nó là âm. Bây giờ mình sẽ chọc nhé. Cái que đen này mình sẽ để riêng không cần chọc, bởi vì cái điện áp cao thế này nó có thể phóng qua không khí với điện trở mặc dù rất là lớn. Bây giờ mình sẽ thử này. Áp âm, bây giờ mình sẽ bật xuống cái thang 2.5V đi cho nó dễ. Đó, nó thụt xuống dưới vạch không nhá. Nhả ra thì nó lên này. Bây giờ thì mình sẽ dùng đồng hồ số thì nó sẽ dễ phát hiện hơn. Đối với đồng hồ số cũng vậy, mình sẽ bật về cái thang đo điện áp DC và sẽ lấy que đỏ chọc vào các cái dâu này xem là nó báo như nào. Đây các bạn có thể thấy rằng là nó đã báo là âm 0.6 mấy V này. Đó. Tất cả các dâu đều có. Thế nhưng mà theo như mình đã thử nghiệm thì cái này của nó có thể là 10 dâu này chỉ chụm lại ở một đầu ở bên trong cái module thôi, chứ nó không hoàn toàn là 10 dâu riêng biệt nha các bạn. Chính vì vậy mà cái 10 dâu này, cái công suất của nó chỉ tương đương với cái loại 1 hoặc 2 dâu mà thôi.
Để mà kiểm chứng được chính xác cái điều này mình nói thì mình sẽ sờ với tay của mình vào một cái dâu trên đây để làm cho nó phóng hết cái điện áp âm này nó truyền đi, thì xem cái dâu còn lại mình đang đo này nó còn vô này không nhé. Khi sờ đến điểm này thì các bạn sẽ thấy rằng nó có cái tia lửa phóng vào tay của mình, kêu tạch tạch đây, và khi mình sờ trực tiếp luôn thì trên đồng hồ báo không còn cái điện áp âm cứng ý nữa. Đây, đó, sờ với một cái dâu bất kỳ nào đó thì tất cả các cái dâu còn lại này đo sẽ không còn điện. Như vậy là cái module này nó chỉ xuất ra một cái đường ion âm, nhưng nó được chia ra ở trong này ra thành 10 cái đầu dâu khác nhau. Đó, đây cái này nó là bị không chính xác nha các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy rằng khi mà chưa đo thì nó sẽ lên như này, còn khi mình sờ tay vào nó sẽ mất đi. Như vậy là 10 cái dâu này không phải độc lập mà nó chỉ là một nhánh chia ra 10 đường thôi. Đây. Và các bạn chú ý rằng là với các cái dâu này nó có cái điện áp thế rất là cao, điện thế rất cao, khi mà các bạn sờ tay vào ấy nó sẽ có cái hiện tượng là phóng lửa vào tay. Đó, nếu như các bạn nhìn thật kỹ thì nó sẽ thấy. Và tất cả những ai mà không có chuyên môn về điện thì chúng ta không nên làm theo nhé. Bởi vì cái điện thế này nó là điện thế rất là cao, mà cao thế rồi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái đồng hồ kim để đo thử xem là đúng cái 10 cái đầu dây này. Mà ngay từ đầu mình đã nghi ngờ nó không phải là 10 cái dâu này phun ra độc lập mà nó chỉ là chụm đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ kim để đo xem có phải là 10 cái đầu dây này nó sẽ thông nhau hay không nhé. Mình sẽ dùng đồng hồ kim và bật về lớp thang đo là nhân 1. Đối với cái cuộn cao áp, nếu như nó có 10 đầu phun độc lập thì các bạn sẽ không thể nào mà đo được lên cái điện trở nó về gần bằng không được đâu. Phải lên điện trở rất là lớn, bởi vì cái cuộn dây của nó nhiều vòng và nhiều cuộn dây, ví dụ 10 đầu phun là phải 10 cuộn dây như vậy thì không thể nào mà đo nó gần thông nhau như này được. Và mỗi một cái đầu phun này các bạn nhìn này, nó là một cái dạng sợi gì đó giống như là kiểu một cái chổi quét. Thế nhưng mà thực tế là cái đồng hồ nó lại đo được. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy đồng hồ mình sẽ đo thấy này. Đó. Nó có điện trở. Và cũng phải cần có điện trở như vậy thì nó mới phóng được cái điện thế ra ngoài môi trường nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đo 10 cái đầu này xem là chính xác nó có phải là 10 cái đầu này đều nối với nhau hay không. Khi mà đo trên cái điện dâu này thì nó sẽ không thể nào điện trở về không được, bởi vì trên cái dâu này nó cũng có điện trở rồi các bạn. Đây, như các bạn thấy rằng là hai cái dâu này nó đã thông nhau. Mình chọc sâu xuống một chút là nó đã xuống đến 5 ohm rồi. Đây, 5 ohm này. Bây giờ mình sẽ chọc các dâu còn lại nhé. Với cái video này thì mình nghĩ rằng sẽ giải quyết được cái thắc mắc là cái bộ tạo ion âm này này. 10 dâu thì công suất của nó phun có nhiều hơn là một dâu hay không nhé các bạn. Để cho anh em nào như chúng ta quan tâm về các cái tạo khí ion âm cũng như là những cái module để mà lọc không khí hay là khử mùi ở một không gian nào đó. Đó, từ nãy giờ mình đo đến 6 cái dâu rồi, nó đều thông nhau hết các bạn. Đây. Đó. Đó. Như vậy là chính xác theo như mình suy nghĩ ngay từ lúc đầu tiên thì 10 cái dâu này nó sẽ là chụm lại ở một đầu chứ không phải là 10 cái bộ tạo ion âm riêng biệt được quảng cáo là 100 triệu ion âm. Đó các bạn nhé. Nếu như chúng ta quan tâm, chúng ta cần mua thì tốt nhất là chúng ta mua cái module nếu như có dạng như này. Chúng ta chỉ mua cái loại có hai đầu dây này thôi thì nó cũng sẽ tương đương với cái bộ là 10 đầu dây như này. Cồng kềnh phức tạp, nhìn có vẻ nguy hiểm hoặc là uy tín ấy, nhưng mà thực chất ra nó lại không phải như vậy. Còn nếu như mà chúng ta kiểm chứng được cái bộ mà nó công suất lớn hơn thì ít nhất là cái module này nó cũng phải lớn hơn, công suất cao hơn. Đó. Còn nói về cái chức năng chính của nó chính là khử mùi và khử khói thì mình cũng đã thử nghiệm bằng cái việc là khử khói hoặc là khử mùi trong một cái thời gian chưa được lâu, lên tới chắc chỉ khoảng tầm 10 cho đến 15 phút, nửa tiếng là cùng thôi, thì mình cảm thấy rằng nó chưa thấy hiệu quả gì cả. Còn cắm với một trong một không gian kín với thời gian dài có thể là quanh năm ngày tháng thì không biết là nó có hiệu quả hay không. Thì nếu như những anh em nào chúng ta đã dùng những cái module như này mà có hiệu quả thực sự thì hãy để lại cái bình luận bên dưới góp ý cho mọi người cùng biết cũng như là mình cùng biết nha các bạn. Còn video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này.